Rồi, ok anh em nha. Hồi nãy giờ coi clip thấy con diều này nó hơi lạ phải không? Diều này chắc là diều ở Bình Dương rồi. Diều độc lạ rồi anh em ơi. Thì bây giờ mình cũng sẽ làm một con diều. Nhưng mà mình sẽ không làm theo kiểu này nha. Mình sẽ làm cho nó nhìn cho nó gọi là dễ nhìn hơn chút xíu anh em. Chứ nếu mà làm cái này mà lên kênh của mình thì nó hơi kỳ. Cái này nếu mà bạn làm chơi, bạn làm up vui thì bình thường nha. Còn mình làm mỗi lần làm như vậy có nhiều người xem lắm. Nếu mà làm cái đó lên thì nó hơi kỳ. Thôi bây giờ mình sẽ đi về, mình sẽ dốc nang và mình làm một con diều nha. Nó cũng sẽ giống giống như vậy đó, nhưng mà nhìn nó sẽ gọi là dễ nhìn hơn chút xíu nha anh em. Nha, đi về làm thôi. Em thấy mình làm thay đổi một chút xíu mà nó ra cái hình con diều nhìn nó gọi là nó hơi lịch sự hơn chút xíu không, chứ cái hình lúc đầu mới coi cái clip nhìn thấy nó cứ sao sao anh em. Cái này ít ra là nó cũng có hai cái ống quần ha, nhìn nó cũng nói chung là được, nói chung là dòm được chứ nó không có đến nổi như cái clip đầu nha. Cái clip đầu tiên mình coi á thì nó là vui nhộn giải trí được, nhưng mà mình làm nếu mà mình đăng lên kênh thì mình thấy nó không được lịch sự,
Cho nên là mình làm theo kiểu này nha. Kiểu này anh em thấy ok không? Bay ok, kiểu dáng cũng ok luôn nha. Dây nè, thả cái này lên nè. Ê Tân, Tân vô nó nghe nè. Còn gì có mập không? Mai làm trồng ngồng lại thả nha. Đó, bắt đầu nó đập cánh rồi nè. Thằng Tân nó kêu cái quần. Con gì không tao nói cái quần mày. Gió lớn đập bạch 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 trên đó kìa anh em. Quần đâu mà có quần. Con diều người ta gì mà thằng Tân nó kêu cái quần, anh em để lại bình luận ơi, giống cái quần không nha. Diều này nghĩ sao cái quần mày. Ba dễ lắm nha anh em, nhẹ nhàng thôi. Chung mấy con diều này giót giót mỏng mỏng đơn giản gì là được rồi. Rồi cho thằng Tân luôn, tụi nó tới kìa. Tân vô lấy diều đi Tân. Lấy con này đi. Nắng quá, thả nhiều đây cuốn diều về nha anh em. Kéo con diều mình xuống đây. Tân này nó kêu bằng cái diều, cái quần kỳ quá. Rồi nó đang xuống tới rồi nè nha. Xuống đây. Rồi, tới nha. Đây nhìn nó chơi vuông vuông thì mắc cười không. Dịch lên coi. Thôi con này rất là dễ nha anh em, rất là dễ bay luôn. Khung nó nè, nè làm nhẹ nhẹ gì là được nha. Đó, nhìn nó đỡ vô duyên hơn là cái kia nha anh em. Cái này nhìn ok hơn nha. Thôi giờ mình về nha, chiều hẹn lại anh em nha.